Festival Huế, Hoàng cung giao hòa là chương trình nghệ thuật do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức tối ngày 29 tháng 6 tại sân điện Thái Hòa. Chương trình mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng khi thưởng thức âm sắc giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huyện Thanh Bình cùng đông đảo người dân và du khách. Chương trình được mở đầu bằng các nghi tiết gồm tại hiền lễ đội gác, súng lần, hỏa pháo diễn ra tại cổng ngò môn, đưa người xem hòa chung vào không gian của cung đình Huế với những tiết mục đặc sắc mang âm hưởng cung đình như múa cung đình Phùng Vũ, múa cung đình Lục Cùng Hoa Đăng, tiểu nhạc Long Ngâm và múa hát cung đình Nữ Tướng Xuất Quân. Đến với chương trình biểu diễn nghệ thuật này, khán giả như được hòa trong âm thanh, sắc màu của không gian văn hóa, nghệ thuật của hoàng cung xưa để thưởng thức di sản văn hóa phi vật thể của cố đô Huế. Mình cảm thấy cái không khí nhộn nhịp và phấn khởi. Như mọi người khách cũng như tất cả mọi người khách đã đến tham gia chương trình hôm nay thì đây là một cái chương trình thực sự rất là ý nghĩa và đầy cái tình mến thương của người dân xứ Huế đối với bản thân mình. Em cảm thấy rất là vinh hạnh và cảm thấy tỉnh mình nên phát triển thêm các chương trình đặc sắc để nhằm phát huy văn hóa Huế. Vì 2 năm vừa qua thì tỉnh chúng ta cũng đã ảnh hưởng bởi dịch Covid rất là nhiều. Và đợt này thì thấy khách du lịch trở lại Huế, em rất là thấy vui vì. Hoàng cung giao hòa là một chương trình nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong không gian hoàng cung do nghệ sĩ nhân dân Bạch Hạc và ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế làm tổng đạo diễn và được tổ chức thực hiện bởi Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế. Chương trình gồm 2 phần: âm sắc hoàng cung và giao hòa sắc Huế. Ngoài giới thiệu nghệ thuật cung đình, khán giả còn được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc Việt về Huế, về sông Hương núi Ngự của các nhạc sĩ trong cả nước như Tà Áo Tím, Tiếng Sông Hương, Chiều Cố Đô, Thương Về Xứ Huế, Hòa Tấu Lý Ngựa Ô, Ai Ra Xứ Huế và trình diễn áo dài ngũ thân. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu hoành tráng, đầu tư nhiều tâm huyết, thực sự đã đem đến cho người xem một đêm thưởng thức nghệ thuật giá trị, nhiều ý nghĩa. Một cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm là cái sự tiếp nối của cái truyền thống nghệ thuật từ cái âm sắc hoàng cung với những cái bài bản nhã nhạc, với những làn điệu dân ca của Huế ngày xưa. Nó đi vào đời sống tân nhạc của Huế từ tiếp như một dòng chảy tiếp nối. Thì đó là những cái giá trị văn hóa và càng ngày càng được nhiều thế hệ bồi đắp. Và đây là câu chuyện chúng tôi muốn kể lại một câu chuyện về âm nhạc bằng âm nhạc. Và những cái cảnh sắc thiên nhiên của xứ Huế cũng như các cái giai điệu nó làm nên cái tính cách và tâm hồn của người Huế qua cái chương trình này. Và đây một lần nữa thì chúng tôi nhấn mạnh những cái giá trị về âm nhạc cung đình Huế cũng như cái sự tiếp biến của nó theo dòng chảy thời gian. Đến với chương trình biểu diễn kỹ thuật này, khán giả như được hòa trong âm thanh, sắc màu của không gian văn hóa, nghệ thuật của Hoàng Cung cách đây hàng mấy trăm năm để thưởng thức di sản văn hóa phi vật thể của cố đô Huế. Thưa quý vị, Huế vốn là một dân ca nổi tiếng với những điều lý điều hò ngọt ngào như tâm hồn của người dân xứ Huế. Và với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong không gian của sân điện Thái Hòa Đài Nội Huế, chương trình Hoàng Cung Giao Hòa là sự giao thoa của từng âm sắc, từng giai điệu. Bởi vậy nên sự kết hợp giữa những làn điệu cung đình và những ca khúc về Huế là sự kết hợp giữa Huế của ngày cũ, Huế của ngày mới, của ngày hội festival sẽ đi cùng với những bài ca của năm tháng.